Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời làm báo của mỗi một phóng viên, biên tập viên hay một nhà báo chuyên nghiệp thì không thể thiếu được một kỹ năng cơ bản, đó chính là kỹ năng phỏng vấn. Nhưng làm thế nào để thể hiện được tốt kỹ năng này và biến cuộc phỏng vấn trở nên sinh động và hấp dẫn thì lại là một điều không hề dễ dàng chút nào. Trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến đây vị khách mời, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, hiện là tổng biên tập báo Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn các bạn và cảm ơn quý khán giả truyền hình. Vâng, thưa nhà báo Đồng Mạnh Hùng, và trước khi bước vào buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin mời khách mời và quý vị khán giả cùng theo dõi chùm phỏng vấn chúng tôi thực hiện tại Học viện Báo chí Tuyên truyền phỏng vấn những nhà báo tương lai. Khó khăn nhất trong việc đi phỏng vấn là thứ nhất là cái đối tượng phỏng vấn người ta không hợp tác để nói chuyện với mình, và thứ hai nữa là người ta không hiểu ý câu hỏi mình muốn hỏi là gì. Có thể là do trong quá trình mình thiết lập bộ câu hỏi nó không được chặt chẽ, không được hay, không được rõ ràng lắm. À, thứ hai nữa là người ta nghe người ta không hiểu ấy, mà mình không có cách nào để làm cho người ta kiểu trả lời đúng theo cái ý nguyện của mình. Chưa biết cách đặt được một cái câu hỏi đúng cho khách mời, và mình những cái câu hỏi của mình đặt ra không tìm được đúng những cái thông tin mà mình cần thiết, những cái điều mà mình mong muốn lấy được từ khách mời ấy. Muốn liên hệ với những người có thẩm quyền ấy thì việc gặp gỡ, hẹn gặp lịch và phỏng vấn rất là khó khăn. Em đã từng liên hệ phỏng vấn khoảng là từ 10 đến 11 và đến ngày đến cái người thứ 12 thì người ta mới chịu để cho em phỏng vấn. Vâng, thưa nhà báo Đồng Mạnh Hùng, vừa chùm ý kiến vừa rồi đưa ra hàng loạt ý kiến của các bạn sinh viên về vấn đề khó khăn khi liên hệ phỏng vấn. Vậy theo ông thì vấn đề này nên xử lý như thế nào ạ? Đấy không chỉ là khó khăn của các bạn sinh viên khi mới làm phỏng vấn đâu, mà với nhiều nhà báo chuyên nghiệp khi mà người ta bắt tay vào một cuộc phỏng vấn thì người ta cũng gặp những khó khăn như thế. Luôn luôn bị khách mời từ chối, đấy là cái điều mà nhiều phóng viên gặp phải chứ không phải các bạn sinh viên. Vấn đề là vì sao họ từ chối chúng ta? Có rất là nhiều nhà báo khi mà người ta phỏng vấn thì người ta đặt vấn đề này, rồi người ta đưa ra câu hỏi thì thường thường là nhận được sự đồng ý ngay. Có một số người thì khi đưa ra câu hỏi và đưa ra vấn đề thì lại bị từ chối. Nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất thì có thể do vấn đề mà các bạn đưa ra ấy, là cái người được trả lời phỏng vấn ấy, là người ta không tự tin. Người ta không phải là cái người đại diện để có thể trả lời những vấn đề các bạn nêu ra. Thứ hai là người ta không trả lời vì sao? Có thể vì các bạn đưa ra những cái góc tiếp cận ấy, nó không sắc sảo, nó không phù hợp với vấn đề mà người ta quan tâm. Chẳng hạn như bây giờ các bạn đưa ra những câu hỏi rất là lớn như là thưa ông, trong 6 tháng vừa qua thì công ty đã đạt được kết quả như thế nào? Thì rõ ràng là người trả lời phỏng vấn sẽ bị lúng túng, bởi vì là cả một câu hỏi như vậy người ta có thể trả lời trong một ngày, thậm chí là 6 tháng trời người ta làm việc, và bây giờ chúng ta chỉ hỏi trong một câu hỏi mà yêu cầu người ta trả lời trong một phút thì người ta không trả lời được. Vẫn là các bạn sinh viên đó cho biết, khách mời không hiểu gì về câu hỏi do thiết lập bộ câu hỏi không chặt chẽ. Vậy trường hợp này thì chúng ta nên xoay sở như thế nào? Cái sự liên hệ của các bạn với khách mời ấy là nó chưa được nhuần nhuyễn lắm. Có nghĩa các bạn trao đổi và các bạn mời mọc người ta trả lời phỏng vấn thì các bạn lại chưa làm đúng với cái cách thức làm sao mà để người trả lời phỏng vấn thấy được rằng là cái vấn đề rất quan trọng và mình cần phải trả lời, cần phải trao đổi để làm sao công chúng có thể hiểu được thông qua báo chí. Trong những cách liên hệ thì làm sao các bạn phải thứ nhất thể hiện rõ cái vai trò, cái mong muốn của mình được phỏng vấn. Thứ hai cũng phải làm rất là rõ rằng công chúng muốn và cái sự xuất hiện của họ trên báo chí để thỏa mãn cái nhu cầu của công chúng. Như vậy là có rất nhiều nguyên do, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tựu chung lại thì khi khách mời không trả lời phỏng vấn của chúng ta thì chúng ta phải xem lại bản thân mình trước, là vấn đề chúng ta đưa ra đã phù hợp hay chưa, chúng ta chọn khách mời là đúng hay chưa, và cách thức chúng ta mời gọi khách mời tham gia và hợp tác của chúng ta đã được hay chưa. Còn một bạn sinh viên chưa biết đặt câu hỏi đúng, vậy làm thế nào để nó đúng, thưa nhà báo? Cái này thì nó hơi rơi vào các bạn phóng viên trẻ và các bạn sinh viên. Và cái này thì nó thể hiện cái sự non kém của người được phỏng vấn. Cái người đi phỏng vấn ấy, là cái nhà báo đi phỏng vấn thì quá non kém. Bởi vì khi chúng ta đưa ra một câu hỏi mà lại khiến cho cái người được trả lời, người được hỏi người ta không hiểu thì rõ ràng là trách nhiệm của chúng ta. Trong trường hợp này thì thứ nhất là các bạn muốn phỏng vấn tốt thì các bạn phải hiểu vấn đề nhá, hiểu vấn đề mình phỏng vấn một cách tường tận. Thứ hai là các bạn phải hiểu cái người
trả lời phỏng vấn của mình. Họ là ai, họ trình độ của họ như thế nào và họ có thể trả lời được những câu hỏi gì của mình. Bây giờ họ trình độ chỉ đơn giản thôi mà ta lại đưa ra những câu hỏi quá to lớn thì làm sao họ trả lời được. Trong phỏng vấn nó có hai cái nguyên tắc. Một là chưa biết thì hỏi. Hai là biết rồi mới hỏi. Chưa biết thì hỏi có nghĩa là các bạn chỉ hỏi để viết bài bình thường thôi, thì các bạn xuống hỏi han để nắm vấn đề, ghi chép vào sổ rồi về các bạn viết bài. Còn biết rồi mới hỏi là khi các bạn làm một phỏng vấn hoàn chỉnh hoặc viết một cái tọa đàm thì các bạn phải nắm rất là rõ vấn đề thì các bạn mới hỏi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những khó khăn mà các bạn sinh viên mới ra trường gặp phải trong quá trình phỏng vấn. Vậy đối với những nhà báo chuyên nghiệp làm việc lâu năm tại các cơ quan báo chí thì vấn đề này họ xử lý ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi chùm phỏng vấn. Có một số những cái đề tài mà phản ánh những cái vấn đề tiêu cực ở trong xã hội thì chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn như là người ta nhân vật phỏng vấn sợ bị động chạm hoặc là phát ngôn những cái câu mà có thể ảnh hưởng đến chính bản thân họ, cho nên là cái khâu liên hệ nó cũng gặp không ít những khó khăn. Tôi nghĩ rằng cả hai yếu tố kỹ năng và trí tuệ đều chúng ta đều phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong vấn đề việc mà tiếp cận đối với khách mời của mình. Về trí tuệ thì đòi hỏi người phóng viên phải có một cái nền, một kiến thức nền rất là tốt, cũng như đặc biệt là với cái mảng mà chúng ta đang làm việc thì như thế thì sẽ tạo cho cái khách mời của chúng ta có sự tin tưởng, có sự tin cậy. Với cái việc liên hệ các nhân vật để phỏng vấn thì mình gặp khá nhiều khó khăn, vì những cái nhân vật mà mình muốn phỏng vấn để mình muốn phản ánh cái sự kiện ở trong bài phóng sự thì thường người ta có thể người ta không tin tưởng. Theo quan điểm cá nhân tôi, khi mà để mà được phỏng vấn thành công hay không được điều quan trọng cá nhân của tôi thì cho rằng là cái việc mà khi mình đặt vấn đề với người mà cần phỏng vấn, mình đặt vấn đề với họ cần phải rõ ràng và cái mục đích của mình là như thế nào. Thưa nhà báo Đồng Mạnh Hùng, clip vừa rồi cho thấy ngay cả các phóng viên chuyên nghiệp hoạt động tại các cơ quan báo chí cũng gặp những khó khăn trong quá trình phỏng vấn. Vậy thì theo ông, khi gặp khó khăn thì chúng ta nên xử lý như thế nào ạ? Ngay từ đầu tôi nói rồi là không phải chỉ các bạn sinh viên đâu, mà các nhà báo chuyên nghiệp đều gặp khó khăn khi người ta thực hiện phỏng vấn. Bởi vì phỏng vấn là gì? Phỏng vấn là cái người được phỏng vấn là muốn nói để cho người ta nói được cái quan điểm, nói được cái ý kiến của mình với công chúng. Mà khi các bạn biết rằng là muốn nói quan điểm, nói ý kiến hay cung cấp thông tin cho nhà báo thì bao giờ cái người được phỏng vấn, cái tâm lý của họ cũng luôn luôn phải cân nhắc, luôn luôn phải suy nghĩ xem là mình trả lời như thế nào. Vì vậy là không phải lúc nào các bạn muốn phỏng vấn trên báo chí là người ta cũng muốn trả lời. Bao giờ người được phỏng vấn ấy, bao giờ người ta cũng phải đắn đo, người ta phải suy nghĩ. Nhưng các bạn có thể dễ dàng phỏng vấn khi mà các bạn là một nhà báo có uy tín. Từ cái cách đặt câu hỏi, từ cách đặt vấn đề, từ cái cách liên hệ mà cái người được phỏng vấn người ta cảm thấy tin tưởng bạn thì người ta sẽ nhận lời một cách dễ dàng. Còn cái phỏng vấn, cái ý kiến đầu tiên ý, thì bạn ấy nói thì rõ ràng là có những cái vấn đề rất là nhạy cảm, những vấn đề nó mang tính chất, nó cung cấp thông tin về những vấn đề tiêu cực, bạn ấy có nói thế thì đúng là phỏng vấn rất là khó. Tuy nhiên, khi các bạn phỏng vấn những cái điều đó mà muốn quay lên truyền hình, thậm chí là trên phát thanh hay trên báo chí, thì đôi khi các bạn lại còn phải làm những cái biện pháp để làm mờ mặt người ta, hay làm méo tiếng người ta đi, hay là che quay đằng sau lưng để làm sao mà không bị lộ danh tính. Nhiều khi trong những cái cuộc phỏng vấn gọi là có liên hệ trước thì thường là có thể các bạn sẽ bị từ chối. Nhưng các bạn, nếu các bạn là những nhà báo muốn đeo bám và muốn có câu trả lời một cách tốt nhất về vấn đề đó thì các bạn phải đeo bám thôi. Có thể không phỏng vấn được ở trong trụ sở cơ quan thì các bạn biết ông ấy sẽ tham dự một hội nghị nào đó, hoặc các bạn ấy biết ông ấy sẽ đi đánh tennis ở đâu, hoặc là nhà ông ở đâu. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể tìm và chúng ta phải kiên quyết gặp để phỏng vấn được. Đấy là cái điều mà phóng viên rất là cần đeo bám, cái nguyên tắc đeo bám người được, người trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi với nhà báo Đồng Mạnh Hùng về kỹ năng phỏng vấn đối với các nhà báo trẻ, những sinh viên mới ra trường. Do thời lượng của chương trình eo hẹp nên cũng chưa thể cung cấp được đầy đủ những thông tin mà các bạn mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
Xin chào và hẹn gặp lại.